نخي هناك. Cái rổ này cũng chỉ được, nhưng mà nó không thể nào mà liền lại giống như da mình nó chưa bị tổn thương á. Ừ. Em qua đây em hỏi nó đi làm với em, làm giường là muốn mà nắng không? Dạ. Nó có ảnh hưởng gì sao nó? Nắng thì không ảnh hưởng gì cả nè. Nắng thì mình cũng phải... phải nắng thì bình thường thôi, nhưng mà ý anh nói là nắng nó ảnh hưởng đến rổ hay sao? Ừ. Hay như thế nào? Mình che chắn lại thôi. Còn mà mình muốn kỹ hơn nữa thì mình bôi kem chống nắng. Nhưng mà em thấy cái tuổi trẻ mấy đứa con trai này nó không có kỹ như con gái. Kem nó bôi xong rồi nó không về, nó không vệ sinh kỹ. Thì nó lên... lên mụn còn hơn nữa. Mấy cái này là nó bị cái viêm có mủ trong đây cho nên nó mới bị sẹo á. Chứ còn mà mụn không thì hả, không có nói mụn không, mình trị mụn thì nó đơn giản thôi, mình lấy mụn mình bôi thuốc là nó hết à. Nhưng mà mụn mà mình không có điều trị kịp thời thì nó sẽ phát triển thành ổ viêm, nó thành rổ. Cái rổ này nó để lại vĩnh viễn trên da luôn. Cho nên mình có mụn, lo mình đi lấy mụn, mình đi trị mụn sớm. Cái giai đoạn sớm nó không bị sẹo, nó không bị viêm á, thì nó sẽ không bị rổ. Nó vậy thôi. Tại đến cái độ tuổi này thì cái độ tuổi vậy thì nội tiết nó thay đổi thì nó cũng sẽ lên mụn. Hơn nữa mình làm trong môi trường nó nắng bụi, nắng gió bụi này kia thì không thể nào mà tránh khỏi được. Mình biết cách chăm sóc với lại mình hơn, mình làm sạch da với lại mình là trị mụn đúng lúc kịp thời. Chứ mụn đến tuổi dậy thì đa số là mà ở mấy nước mà có khí hậu nhiệt đới như mình là dễ bị lắm. Quan trọng cái cách mình xử lý khi mà nó đến đúng lúc kịp thời thì nó sẽ không bị sẹo vậy thôi.